Nếu mà nói về khoảnh khắc sinh tử thì thật sự là em không có cái cảm giác đó. Em cũng không biết là em thuộc tiếp người nào, thể loại gì nữa. Thật ra đối diện với lúc đó em thấy em rất bình thường luôn. Có lẽ là bởi vì trong trong suy nghĩ của em từ đó giờ luôn luôn phải nghĩ rằng là ít để bị ảnh hưởng đến tất cả những cái cuồng công việc cũng như là với những cái đối tác. Cho nên lúc đó em chỉ nghĩ là em sẽ sắp xếp những cái việc như thế nào, em sẽ báo với người ta như thế nào, người ta sẽ phải thay em ở cái vị trí đó thế nào, rồi con em sẽ gửi cho ai. Tức là nó là những cái sắp xếp đó. Nên là chưa thật sự là chưa có những giờ phút để mà em ngồi để mà em hoảng sợ thật sự. Băn khoăn có, lo lắng có. Nhưng mà nếu mà để nói về cái khoảng thời gian mà đối diện với sinh tử nhớ nhất thì chắc là lúc đó làm cho em cảm thấy đến bây giờ luôn, đó là sự quan tâm của rất nhiều người. Rất nhiều người ở đây là trong đó có những người là người thân của mình, có những người là người bạn của mình, có những người chỉ là người đồng nghiệp của mình và có những người chỉ là người qua đường với mình. Đó là cái sự quan tâm mà em không, nói chung là em không tưởng tượng được là em lại có được nhiều cái tình yêu thương đến như vậy. Đó là điều em nhớ nhất đến giờ. Ngay cả lúc mà trên giường bệnh như thế vẫn còn lo mà cắt đặt mọi thứ như vậy. Mình nhớ là lúc mà câu chuyện về Mai Phương lan tỏa thì cũng có những người chia sẻ, mọi người cũng thắc mắc là ủa con bé đấy nó nhỏ xíu như vậy mà nó làm cái gì mà làm ghê vậy. Có cái câu mình được nhớ là ôi bé đấy nó nhỏ mà nó bào ghê lắm, nó bào sức ghê lắm. Đúng, dùng từ báo em là chính xác. Em cũng không biết là cái sức mạnh ở đâu, tại vì thật ra lúc lúc mà em bệnh đó em vẫn còn, tức là cảm giác là ngày hôm nay em quay với anh thì ngày hôm sau là em nhập viện. Đến mức độ mà cái người quay chung với em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung bị sốc. Sốc đến mức độ không tin được, tại vì khi quay với em thì anh thấy em buồn ngủ mệt thì anh nghĩ là bình thường, tại vì nghệ sĩ mà buông ra một cái là sẽ ngủ sẽ mệt thôi. Cái lúc đó chị nghĩ rằng là thật sự nghệ sĩ á, thì nó có thời, và đặc biệt là Mai Phương thì càng khó hơn nữa, là bởi vì em đến với cái công việc này và em được mọi người biết đến em từ rất lâu rồi. Có thể là tuổi của em còn nhỏ nhưng mà cái công việc, tuổi nghề của em á, nó bắt đầu từ lúc em còn đang đi học cơ. Và tất nhiên là nó có những cái thuận lợi và nó cũng có những cái khó khăn. Và với em thì luôn luôn là em mong muốn cho em là có một cái gì đó ổn định. Cho nên là em nghĩ là ở trong giai đoạn này mình vẫn còn làm việc được thì em rất là tranh thủ làm việc, để đến lúc mà em có thể ngừng, có thể nghỉ và có thể không ai mời nữa thì em vẫn có thể ổn thỏa được mọi thứ, gia đình rồi con cái rồi tất cả mọi thứ ở trạng thái bình ổn, chứ không phải là khá giả hay là quá sức. Em còn thấy vẫn còn có thể nhận được, em vẫn nhận. Mọi người trời ơi tại sao Phương có thể lái, mày có thể lái đi tới Cà Mau, Phú Yên, nói thì cứ đi đi, nó phải đến thôi. Người ta đi có thể là 10 tiếng tới, em đi thậm chí có thể là 15 tiếng mới tới, nhưng em biết là em đi nó vẫn sẽ tới. Đúng như anh nói, nó cũng là một phần nó làm cho em có cái căn bệnh này. Tại vì thuốc lá không, ăn nhậu thì em càng không có cái thú vui đó. Tắm đêm thật sự luôn, nếu mà nói thì quý vị khán giả cũng đừng cười, là không có thời gian để tắm đêm đâu. Tại vì khi em diễn xong 11, 12 giờ là em đang còn phải lái xe về. Cố gắng tranh thủ 6 giờ sáng là có mặt ở nhà để em có thể cho con em đi học được. Thì lúc đó buổi sáng lên đó thì mình mới tắm rửa này nọ. Nên là có lẽ là em nghĩ cũng do là em lao lực, em hơi phí cái sức lực của mình. Hay là tại vì lý do là ăn kiêng để giữ được một cái hình thể mignon, lúc nào cũng mignon như thế này? Em thì không có cái khái niệm về ăn kiêng bởi vì em không có nhịn ăn được. Em có một cái tệ là em nhịn ăn thì đầu óc em nó sẽ quay cuồng lắm. Nhưng mà em ăn lải nhải á, với lại là trên đường em lái xe em dễ buồn ngủ là em phải ăn. Em cứ ăn như vậy thì em sẽ tỉnh ngủ để lái. Và rất là thích tập thể dục. Em là đứa bị ghiền á, bị cuồng á. Tức là em đang tập cái gì là em sẽ bất kể ngày đêm, tức là đang mê cái đó là em sẽ tập bất chấp. Nên là em nghĩ nhờ cái giai đoạn đó mà em mới có may mắn bệnh đó. Nhưng mà đi kèm đó là em cũng có một cái gen đặc biệt để có thể sử dụng thuốc, nên em nghĩ là cái nào nó cũng có hai mặt hết. Tại vì có một lần mình cũng nghe các anh, mấy các bạn mà làm bầu show hoặc các bạn làm quản lý nghệ sĩ, hoặc các bạn kể là nó vừa mới quay hình ở đây xong tưởng là nó đi về nghỉ gì, không, giữa đêm phóng xe đi đi tỉnh luôn, mà đi tới cả mấy trăm cây số như thế, xong rồi diễn xong lại phóng tiếp đi sang một cái nơi khác rồi mới đi về. Nhưng mà liệu có quá sớm không, khi mà mọi thứ nó rất là tốt đẹp mà mình đã phải vội nghĩ đến cái chuyện ngày xưa sau này không ai mời mình nữa, chẳng nhẽ mình lại thiếu tự tin đến mức đó? Người nghệ sĩ người ta có thể là hoạt động đến khi tuổi già được cơ mà. Nói làm sao ta? Em là một cái con người phức hợp, tức là em có những lúc rất tự tin nhưng mà cũng có những lúc em không tự tin, có những lúc em rất là muốn sôi nổi,
Nhưng cũng có những lúc em chỉ muốn được ở nhà, được bình lặng, được giống như là mấy ông già bà già trồng cây, nuôi vườn, đọc sách. Cho nên rằng là thật sự ngay từ đầu khi đến với nghề diễn viên, em nó không phải là mơ ước của em. Mơ ước của em là em thích nghệ thuật, nhưng em sẽ lựa chọn cho mình những cái nghề kiểu như là phát thanh viên hoặc là biên tập viên. Tức là nó cũng sẽ liên quan đến nghệ thuật, nhưng nó phải có cái sự ổn định. Cuối cùng thì sau một thời gian rong ruổi thì đến tận năm 2009 em mới phát hiện ra một điều. Ừ, có những thứ mà không phải là mình chọn, mà đôi khi là nghề chọn mình. Từ lúc đó trở đi em mới quyết định là em sẽ sống chết với cái nghề diễn viên. Nên là mọi người sẽ thấy là Mai Phương nó làm rất nhiều thứ. Tại vì cái nào em cũng thích cả, và cơ bản một điều là em muốn làm để cuối cùng em tìm ra được cái gì nó ổn định với em. Anh nói đúng á. Cũng có phần là em thiếu tự tin. Nó tại vì em đã đi qua một chặng đường là có những lúc em được rất là nhiều những lời mời. Em cũng từng đóng phim điện ảnh, hai bộ phim, em cũng đã từng làm một cái gương mặt của quảng cáo. Nhưng mà rồi nó qua thì tất nhiên người ta phải cần những gương mặt mới, cái đó điều đó là điều tất yếu. Em cũng không buồn, nhưng mà tất nhiên là em phải có cái sự tâm lý để chuẩn bị cho mình hơn nữa. Nhà em là con một, gia đình em không quan tâm nghệ thuật hết. Em còn có một đứa con gái một nữa, cho nên là cái việc lo lắng nó đến với em nó là chuyện bình thường. Với hơn nữa em muốn là đến khi mà em có bớt việc ra, em cũng không có buồn, bởi vì em không phải lo về chuyện gì nữa, và em sẽ có thời gian để mà em dành thời gian cho con gái mình nhiều hơn. Đấy, cái sự mà già dặn sớm đấy phải chăng nó bắt nguồn từ việc là Mai Phương là vào nghệ thuật từ rất là sớm, từ khi còn nhỏ? Dạ. Thì Phương có nhận thấy là có những cái trải nghiệm nào mình đã có từ cái quãng thời gian làm diễn viên nhí đấy? Em hả? Em cũng lại là một thể loại khác người. Tức là nếu mà hồi nhỏ anh nhìn anh hình em hồi nhỏ thì em là lão hóa ngược á. Tức là hồi nhỏ nhìn em có xem trên TV có thấy mà. Dạ. Có những cái kịch đến bây giờ vẫn còn phát mà. Dạ, tức là hồi nhỏ thì cái mặt em nó sẽ già hơn bây giờ nữa. Cái cuộc đời của em nó có rất là nhiều những trải nghiệm, những cái cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau. Và trong đó đủ thể loại hết. Nó có vui, có tự kiêu, nó cũng có tự ti, nó cũng có buồn, nó có tất cả mọi thứ. Nên nó có hình thành ở trong em cái sự gọi là cẩn trọng và lo lắng, lo xa. Em có thể nói rằng là mình có suy nghĩ nhưng gọi là dạng dài về kinh nghiệm thì chắc chắn là em sẽ không bằng nhiều người đâu. Bởi vì em còn phạm sai lầm tùm lum còn nhiều trong cuộc sống, nhưng mà em lại cảm thấy là không có vấn đề gì hết. Tại vì khi mà bước chân vào cái việc mà cho dù nó có sai lầm đó thì bản thân em cũng đã nghĩ đến rằng nếu em sai lầm thì nó sẽ như thế nào. Và em chuẩn bị sẵn luôn là em sẽ chấp nhận đối diện với nó, dù là chắc là sẽ vất vả lắm, cũng la lết lắm đây. Có khi nào Phương nghĩ rằng là bản thân cái việc trở thành một single mom đấy, có khi nào nó là một phần sai lầm của mình hay nó là cái lựa chọn của mình? Em có cái suy nghĩ là sai lầm. Vì từ nhỏ đến lớn em không phải là một người hoàn hảo, và em cũng đã từng có những cái thất bại ở trong một vài cuộc thi hoặc là trong một vài cái công việc nào đó do em lựa chọn. Từ đó em tập cho em thói quen là em bỏ cái tư tưởng là sai lầm nó đi. Tức là nó đã sai rồi thì bỏ đi, đừng có suy nghĩ đến nó nữa, mà hãy suy nghĩ là mình phải làm cái gì kế tiếp. Nhưng mà một cô gái mà lúc nào cũng biết tính toán sẵn là nếu mình có sai lầm thì sẽ thế này thế kia, liệu nó có thể giúp Mai Phương tránh được những cái sai lầm hay không? Dạ không. Thì với mỗi một sai lầm thì mỗi người có nhiều cách khác nhau để vượt qua nó, hoặc có thể phải sống chung với nó, trở thành một người mẹ và quyết định làm tất cả những gì tốt nhất cho đứa con của mình. Thì ở cái thời điểm đó thì Phương có phải đối mặt với những người thân của mình hay là đối với những người sống xung quanh mình như thế nào trước cái quyết định mà có vẻ rất là quyết liệt đấy không? Giai đoạn đó là sao ta, nó cũng là một giai đoạn khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại thì em thấy nó không còn khủng khiếp nữa. Một mặt á, là cái quyết định nó đã diễn ra rồi. Tức là tất cả những tác động xung quanh với em lúc đó là hễ ai mở miệng ra là trời ơi tại sao mày lại như vậy là em nghĩ luôn. Em không liên hệ luôn. Tức là bạn ơi, bây giờ nếu bạn gặp mình á, bạn nên khuyến khích mình để cho mình đủ sức mạnh đi tiếp. Còn bạn làm cho mình bị suy sụp tinh thần là thôi mình không gặp bạn nữa. Em đã xác định rằng là em sẽ giữ con em thì đừng ai tác động vào những cái chuyện đó, bởi vì con đường đó. Và em xác định luôn là nó sẽ khó khăn. Vậy thì em xác định tiếp theo là trời sinh voi sinh cỏ. Tức là bây giờ không có thịt thì mày ăn rau. Cái giai đoạn đó, cái khó khăn lớn nhất đối với em nó sẽ không phải là dư luận hay là khán giả, và cũng không phải là ba của bé nữa. Tại vì tụi em đã nói chuyện với nhau, em đã chấp nhận cái quyết định đó của anh, em không bàn nữa. Còn chuyện sau này suy nghĩ gì em không có năn nỉ và cũng không nói nữa. Tại vì năn nỉ đã đủ rồi, tức là em luôn luôn cố gắng đến mức độ đủ. Thì cái khó em lớn nhất là ba mẹ em. Thì em là con gái một mà. Mà ba mẹ em thì mẹ em là một người phụ nữ dễ sợ hơn em. Đấy, con gái nó cá tính rồi mà mẹ có vẻ cũng mẹ em là người Hải Phòng đó, cho đúng nên là rồi đấy, hèn chi. Mẹ em có rất là nhiều những cái biểu hiện mà em bị stress về mẹ em thôi, chứ không bị stress về bất kỳ một điều gì cả. Phải nói rằng là em hoàn toàn hiểu mẹ em, tại vì em nghĩ nếu con em sau này mà có như vậy thì chắc là em cũng sẽ điên hơn mẹ em nữa. Nhưng mà mẹ em ép em đến mức độ rằng là mẹ em để sẵn chai thuốc chuột
Và mẹ em nói rằng là một là em bỏ, hai là mẹ muốn thuốc chuột. Em biết là em giống như em phát điên lên luôn á, tức là em không biết, tại nước mắt đã khóc rồi. Em suy sụp hoàn toàn, em cảm thấy em bước chân vào nhà là một cái địa ngục với em. Em đi hết một vòng miền Bắc các chùa, em cũng chỉ nói với mẹ là thật ra bây giờ thôi thì mẹ cứ làm những gì mẹ muốn làm và con vẫn sẽ giữ đứa bé này. Thì nếu sau này cái tội nghiệp đó mà con mang tiếp á thì con gánh, con trả cái nghiệp đó của con sau này. Còn bây giờ để đánh đổi hai thứ thì một cái lý lẽ con không đánh đổi được. Rồi sau đó là em phải trốn nhà, em ra ở riêng. Có nhiêu tiền lúc đó tiền phim là đóng tiền nhà hết, đóng sạch luôn. Mà em không hiểu tại sao một tháng lúc đó em giỏi lắm được 2-3 triệu một tháng mà em vẫn sống được. Rồi sau đó thì mẹ em cũng nói chung là cũng đến thăm. Có thể là đúng là một người đã vượt qua những cái biến cố lớn như thế trong đời, thì bây giờ là Phương có thể ngồi đây và thoải mái và kể lại những cái câu chuyện đấy. Bây giờ nhìn lại cái quãng thời gian mình đã theo nghề từ khi mình còn là một em bé, đóng kịch này, rồi là đóng phim này, rồi hát này, làm MC nữa này, trong những cái mơ ước từ lúc còn bé của mình có bao nhiêu điều mình đã đạt được? Nếu mà kể hết mơ ước thì nhiều lắm, chắc đạt được khoảng 50% thôi. Có một thứ mà em cứ bị chạm ngõ nhưng em không đến được với nó, đó là múa. Em rất là thích múa. Em lại không bao giờ tự tin với việc em hát. Cái người mà thích em hát là mẹ em. Bắt đầu từ cái việc đi hát, hát nhóm là bởi vì mưu sinh thôi. Còn nhiều ước mơ lắm. Đấy. Nhưng mà đối với nhiều người thì thực ra một cuộc sống như Mai Phương, một cái sự nghiệp như thế cũng là mình điều đáng mơ ước rồi. Với Phương thì bây giờ Phương hình dung con đường hạnh phúc của mình là con đường như thế nào? Hạnh phúc mỗi ngày. Dạ. Con đường thì nó phải dài lắm. Và em cũng nói thật rằng là nếu ai hỏi em ước mơ bây giờ là gì á, em sẽ không trả lời được. Vì em cũng không biết là em có bao nhiêu thời gian để mà ước mơ quá xa. Cho nên là với em thì mỗi ngày được ở gần con, hoặc là được làm một cái việc gì đó với con, hoặc là được thực hiện một điều gì đó mà em thích. Chẳng hạn như ngày xưa em cũng nói nè, anh đừng cười, em rất là thích hoa. Nhưng mà em trồng cây hoa nào nó cũng chết hết á. Tại vì em mạng kim, em thích quá mà em tiết tiền, anh lại cười. Thú vị mà. Nên em toàn là mua bông giả em chừng thôi. Tức là ở cái chỗ nào em ở, là cho dù em ở thuê hoặc là em ở nhà trong một căn phòng, thì trong nhà em nó cũng phải có cái cảm giác là một cái chậu hoa, cái gì đó, cảm giác ấm áp. Nhưng mà bây giờ có thể là cái ngày đó em còn 100 ngàn trong túi đi, tức là quy định một ngày em sẽ xài bao nhiêu đó, sau khi đi chợ rồi đóng một số tiền học cho con chẳng hạn, thì em vẫn sẽ mua bó hoa. Không mua được hoa tulip thì em sẽ mua bó hoa cúc 18 ngàn cũng được, kiểu như vậy á. Có trong nhà tự nhiên em cảm thấy rằng là em giống như là có sức sống, có thanh xuân vậy đó. Và em cảm thấy hạnh phúc trong những lúc như vậy. Dạ. Thế còn bé con của Phương á, bé có cảm nhận được những gì mà mẹ mình đã trải qua trong những năm tháng qua? Dạ chắc chưa đâu. Chưa, vẫn còn nhỏ lắm. Bé có thể là biết em bệnh. Chẳng hạn như là vài ngày qua có những ngày em mệt, em đau. Khi mà bé ôm thì nó thôi đừng có ôm nha, bữa nay mẹ không ôm con được, tại vì ngủ là phải ôm. Thì mẹ ôm con, mẹ nằm nghiêng mẹ sẽ bị đau. Bé sẽ có những hành động như là vỗ vai hoặc là lấy nước. Với tuổi này thì em không có kinh nghiệm là các bạn khác như thế nào, nhưng em thấy con em cũng khá là hiểu chuyện. Đôi lúc bé cũng có những câu hỏi về ba. Dạ thì em cũng sẽ trả lời, tức là với em mọi thứ nó xây dựng cho con trong ký ức bây giờ nó là đẹp. Và em chỉ rất là sợ là đôi khi không phải là em nói với con, mà khi con đi học á, thì những thông tin của các bạn cùng lớp do bố mẹ nói lại về bệnh, về các thứ á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến bé. Cho nên là với em bây giờ là em luôn dẫn con đi chơi hoặc làm gì là luôn luôn cho con những ký ức của bây giờ. Em không sắp đặt một tương lai xa cho con được. Em thấy một điều ở bản thân em á, mình có sắp đặt thì đến lúc đó nó cũng sẽ không có đi đúng cái quỹ đạo mà mình mong muốn. Không bao giờ mọi thứ nó đúng như vậy. Giống như ngày xưa em cũng luôn làm mọi thứ để em nghĩ về sau này. Nhưng em nghĩ là thay vì điều đó mình yêu bản thân mình một chút, cũng như là mình nghe con một chút. Ngày xưa mẹ em thì hơi ít nghe em, hơi ít nghe em nói, nên em muốn thay đổi cái điều đó. Cho đến bây giờ thì cái mối quan hệ của Phương và mẹ nó đã hoàn toàn trở lại bình thường, chứ gọi là bình thường hóa hoàn toàn. Mẹ em với em thì là mối quan hệ bình thường, nhưng bình thường ở mức như vậy. Tức là hồi nhỏ thì em với mẹ em do ba em đi công tác ở trong này. Nó cũng là nguyên do tại sao em vào đây. Em là người Hải Phòng luôn. Thì rất là thân, tại vì chỉ có hai mẹ con thôi. Đến bây giờ em vẫn rất yêu mẹ em và em rất là bảo vệ mẹ em. Em cảm nhận là mẹ hơi cố chấp với những cái suy nghĩ mẹ cho là đúng thì trong nhà không ai nói được hết. Nên là em với mẹ em có đưa ra một cái giao ước với nhau. Tất cả về mọi thứ, công việc, kinh tế, thậm chí là tôn giáo,
mẹ đừng nhắc và cũng đừng bàn và cũng đừng yêu cầu con phải làm theo mẹ. Con không có dám hứa, nhưng có thể đến lúc nào đó con tự cảm nhận thì con sẽ làm điều đó, chứ đừng có nghĩ là con phải theo cái này thì con mới khỏi bệnh ấy. Cái điều đó mình không có tương tác được. Thì bây giờ mẹ qua thăm con hoặc là con đi với mẹ thì chúng ta chỉ là ăn ngon, đi chơi, tức là tất cả mọi thứ trên cái vui vẻ đó. Tại vì con muốn là gia đình mình sum họp vui vẻ. Và em cũng quy ước luôn là chúng ta sẽ không ở chung với nhau. Tại vì nếu mà ở chung á, con rất là sợ cái cảm giác mà đến lúc nào đó bản thân mình đi quá giới hạn của mình ấy, thì mình sẽ có những cái hành động không hay hoặc là cái điều gì đó làm mẹ buồn. Nên thà là mình xa một chút, có thể ngày hai ngày mình gặp nhau một lần, nhưng mà cái thời gian gặp nhau đó mình cảm thấy mình vui vẻ. Nó là những cái mà em với mẹ em đã phải nói chuyện với nhau rất nhiều lần để mà bây giờ là vui vẻ nhất có thể để mỗi lúc gặp nhau. Thực ra là Phương nói về gì khác biệt, nhưng mà anh Đức nghĩ rằng có lẽ chính là đấy là cái sự tương đồng từ hai mẹ con ấy. Tại hai mẹ con đều có cá tính mạnh. Đúng là Hải Phòng có khác. Thưa quý vị, nếu quý vị không rõ lắm thì ngoài Bắc ấy, thì người ta nói là phụ nữ Hải Phòng là những cái người phụ nữ mà mạnh mẽ nhất, dám chơi, dám chịu, chơi đẹp. Thì cũng không biết là cái gọi là cái máu Hải Phòng trong Phương nó còn bao nhiêu phần đó. Nhưng thực sự là nghe Phương kể ngày hôm nay thì mình cảm thấy đúng là đấy, những gì mà hai mẹ con nói chuyện với nhau, cách bày tỏ tình cảm với nhau, cách bày tỏ thái độ với nhau rất là thẳng thắn, đúng là Hải Phòng. Đúng chuyện Hải Phòng luôn. Hải Phòng thì ăn sóng nói gió đâu có sợ gì đâu. Ba em là người miền Trung á, em cũng có miếng ảnh hưởng của ba em chứ. Thì cũng là ăn sóng nói gió mà. Đúng không? Đấy, cho nên có lẽ là chính cái cá tính mạnh đấy nó mới giúp có thể Phương vượt qua rất nhiều những khó khăn. Một tháng là có 2-3 triệu thì các người ta rất là khó hình dung. Một diễn viên mà lại còn làm nhiều việc như Phương. Không, lúc đó là giai đoạn em đang có bầu. À, có bầu đúng không? Và dạ, không đi làm được. Tại vì em trốn dư luận luôn. Nên là thật đó, lúc đó có nhiều người không, có một người thôi, một người bạn thân, đó là chị Úc Thanh Vân. Đến bây giờ thì tụi em thân với nhau từ dạo đó đến giờ. Úc nói là tại sao em phải trốn, em ngẩng cao đầu lên, cho dù em có là single mom thì em cũng ngẩng cao đầu lên, mình giữ con mình mà, mình đâu có làm cái gì xấu hổ đâu mà mình phải trốn. Mà lúc đó thì em có cái tật nữa, là em hay nghĩ cho người này người kia. Em nghĩ là cái sự xuất hiện của em nó không phải là chỉ, nó có thể là tốt cho em nhưng có thể là ảnh hưởng không tốt đến ba của bé. Mặc dù là chia tay rồi nhưng em cũng không muốn phiền đến ai hết, nên là em thôi em trốn để em cảm thấy là em bình yên nhất. Thì cái giai đoạn đó đúng thiệt là 2-3 triệu một tháng, mà em cũng không biết tại sao em đi qua được cái giai đoạn đó như vậy. Mà em nghĩ là ôi, con người mà đừng có nghĩ rằng là khó quá cái gì rồi cuối đường nó cũng có ánh sáng hết. Đấy, cho đến bây giờ thì là sau những cái ngày gọi là đen tối đấy, thì trong những ngày này thì ánh sáng nó đã trở lại với Phương như thế nào? Cái nguồn công việc nó đã trở lại được như mình mong muốn chưa? Dạ chưa. Cái tâm bây giờ của thì không em không dám bảo nữa rồi đúng không? Không dạ, dám không, bảo. Không dám bảo luôn thiệt. Và thật sự là có những ngày mà thấy mệt thôi là cũng phải trao đổi luôn. Hồi trước á, cái nghệ sĩ của mình có một cái điều hay là mình bước lên sân khấu là mình không nhớ cái gì hết trơn á. Và thậm chí là bữa đó mệt lắm, nhưng mà với em á, em có thể nhận anh một cái show đó với một cái số tiền ít, và nếu như em nhận được một lời mời với số tiền cao hơn thì em vẫn sẽ phải làm cho anh. Tại vì với em là cái đó là cái chữ tính, cho nên là lúc em mệt cách mấy hay là em chạy không kịp em cũng vẫn phải đến để làm cho anh. Nhưng mà bây giờ thì đôi khi có những lúc mà em phải nói là hôm nay em rất mệt. Đó là cái sự mà em nghĩ là em đang biết tôn trọng bản thân mình hơn. Bây giờ thèm lắm, nhiều khi mà thèm đơn giản thôi là nhảy thôi đó, lên sân khấu mà mở nhạc sung sung mà trời ơi, cả thiên hạ đổ dâm xuống. Trời ơi, cho con này nó xuống đi, kiểu như vậy á. Mà trời ơi, sao mà chịu nổi, kiểu như, tức là nó không thể nào đả nương của mình được. Nhưng mà em phải tự tiết chế lại. Nó không còn là nguồn công việc nữa, nó chỉ là cho mình đỡ nhớ nghề, cho mình có cái sự cống hiến với khán giả, với những khán giả còn quan tâm mình. Biết để điều chỉnh chậm lại như thế thì những cái mục tiêu trước đây mình đã đề ra, chẳng như là một cuộc sống như thế này, một cái tương lai như thế này cho con cái, thì liệu Phương có cảm nó có bị ảnh hưởng lại bởi cái việc mình đang phải gọi là phải chậm lại mọi thứ như thế không? Chậm lại, tất cả đều chậm lại hết. Và em bỏ cái tư tưởng nó đi rồi. Nó cũng là sự may mắn của em luôn anh. Tại vì trước đây mình quá nhiều thứ phải lo. Nhưng bây giờ thì khi mà em chậm lại thì em cũng được một điều may mắn là có những cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đó, về chuyện học của con em. Ít nhất bây giờ đến 80% học phí của con em là em đã không phải lo. Ngoài trừ tiền bán trú, tiền này nọ thì mình vẫn còn phải lo. Đó là lý do tại sao mà nếu mà không đi làm được á, thì em vẫn buôn bán online tại nhà. Anh đừng có cười. Thú vị mà, đấy thấy không? Tức là rõ ràng là cứ đẩy vào cái ngõ cụt này là sẽ có một cái lối thoát khác. Với em là nhàn cư vi bất thiện, em không có thể ở không.
em không có thích cho mình được ở không, tức là nếu ở không thì em sẽ phải kiếm một cái gì đó học, ở không thì em có thể làm một cái gì đó một ngày có thể 3, 40, 50, 60 nhưng nó có thu nhập và mình cảm thấy ô mình đang làm việc một cách chân chính. Nên là em bắt đầu buôn bán online cũng vì lý do như vậy, cũng vì được cái sự hỗ trợ nên cái nỗi lo của em nó giảm lại, ít đi diễn thì quần áo bớt may lại, bớt sắm sửa lại mọi thứ. Và bây giờ giống như là với em cái gì nó càng bớt thì càng tốt á. Quần áo diễn của em này nọ là em cho hết. Những cái đồ mà mặc quay phim này nọ là một là em thanh lý để có một cái quỹ tên con em. Còn không, tức là với em bây giờ những cái gì tối thiểu và cần nhất thì em giữ thôi. Và em thấy cuộc sống nó khá là dễ chịu.